Hai chào anh em, mình là Lương, mình là Tờ Lũ X8. Chúc có trở lại bạn là trong video bán là tập số 856 với một ARC server rất mới, server số 83 lận các bạn ạ. Chắc chắn rồi, đây là cụm server ở trong khu vực 8X mới nhất mà được mở từ trên level 90. Điều này cũng có nghĩa rằng các bạn sẽ được mở full, gần như full nó tính năng, bao gồm tinh tú chip, phím, hồn lực 5, vân vân và vân vân. Ok, đây là một trong những ARC top server mạnh nhất của server 83 luôn. Luôn luôn được lạp đầy đủ battle pass và siêu lợi tức. ARC cũng cho chính tay mình lạp đến full bảo hành tất cả các thể loại các bạn nhé. Anh em mua ARC thì cứ yên tâm. Hiện nay đang là hơn VIP 11 rồi. Đây là một trong những ARC được đầu tư mức VIP ở server mới cao. Và đặc biệt là đi chuẩn mực. Mình không thấy một lỗi gì của ARC hiện nay cả. Đội hiện nay bao gồm hai võ sĩ sát thương và phòng thủ chính. Đó là combo S-Mark Mizuchi và S-Mark Maxima. Hai thằng này sẽ cứ thế và bình thông nhau, kết thúc đối phương. Mình xin lỗi, chỉ là tứ môn Maxima thôi, hơi đáng tiếc một chút nhỉ. Anh em nào mua ạc thì với lượng kim cương như thế này thì còn hoàn toàn có thể lấy thêm một vùng vũ khí của Maxima nữa, làm cho cái bình thông nhau, nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Các vị trí còn lại trong team không đáng kể vì chúng không được lâng bán môn ăn học đàng hoàng. Vị trí Athena anh em nào mua ạc thì mình cũng khuyên ở 4 sao thôi, sau này sẽ thay bằng Hotaru. Các vị trí trong còn lại trong team thì các bạn sẽ thay đổi dần dần. Hiện nay thì sẽ là cặp song sát Mizuchi và Sakemon, còn trong tương lai sẽ là Mizuchi và Maxima, còn trong tương lai sẽ là Maxima và Sakidemon các bạn nhá. Một hồn vũ khí luôn cho Sakidemon rồi, trông thật là đẹp bắt đúng không các bạn. Nào chúng ta cùng ngó qua một chút bộ rune. Mặc dù vừa mới được mở rune level 90 mở rune, nhưng mà đã có một bộ 6 xoáy đỏ, một bộ gần full 5 núi đỏ. Ok, hội khác mình nghĩ rằng sẽ là cú bất cú bơ, chuẩn là như vậy rồi. Đấy, các bạn lưu ý mình đang ở server số 83. Đấy, như vậy như thế này là kinh khủng lắm rồi các bạn ạ. Mình đang lướt qua tiếp tục tính năng tinh tú. Về cơ bản tinh tú thời điểm ban đầu thì các bạn không thể đòi hỏi nó full cam nhanh được, nhưng sau này thì nó rất là dễ dàng thôi. Chúng ta ngó nhanh qua túi đồ một chút nhé. Rồi 334 mảnh vạn năng nữa. Bên dưới này còn 26 viên là thân. Nhìn thế để các bạn thấy rằng ARC vẫn còn rất nhiều nguyên liệu. Vì thật ra ARC hiện nay mới đang đầu tư cho hai võ sĩ là Mizuchi và Maxima thôi, chứ hội còn lại đã được ăn uống gì đâu, đúng không? Đã làm gì có làm 6 sao. Makaki 5 sao, thần bài cũng chỉ có 4 sao, Dulon 5 sao, Metekun 4 sao. Mình nghĩ rằng đấy, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái võ sĩ kiểu như vậy. Có điều mình nghĩ là tốt nhất rồi. Kulabang không chỉ có một cái nội tại băng tâm làm giảm tốc độ hồi nộ, mà còn có nội tại giảm công phê địch, không thể thiếu đâu. Trong tương lai mình nhớ là sau này chít hỏa nó sẽ có nội tại giảm công đấy, thì nó sẽ thay thế cho vị trí Kulabang. Còn tạm thời cứ xài Kulabang thôi. Rồi mình còn test check cái gì nữa không nhỉ? Level 91 và tất nhiên là nằm trong top đấu trường về cả mặt lực chiến, uy lực. Uy lực hiện nay đang là 37.000, tầm top 4, top 5 gì đấy bạn, uy lực các bạn ạ. Nào chúng ta cùng đấm nhau một trận trong đấu trường đây. Tương đối chắc chân top 4. Các top bên dưới thì hơi yếu. Đấy, thật các bạn, hơi yếu. Em mình sẽ đánh lên top trên nhá. Mặc dù bên Feta có một cái tỷ lệ thắng không cao bằng bên đối phương. Thông thường ở trong khu vực S83, kể cả những người chơi mạnh nhất thì cũng chỉ sở hữu trung bình khoảng 2 võ sĩ tư chất 15 ở trạng thái S-Max là nhiều rồi đấy. Còn không thì chỉ có một con thôi. Bên Feta hiện nay thì đang là Mizuchi. Còn chúng ta tí nữa sẽ cùng ngó xem bên đối phương sẽ là ai các bạn nhé. Ori Develop, người chơi top 2. Bên Feta dùng sát thương chính là hạt nhân Mizuchi luôn. Một võ sĩ hoàn toàn để cân tem nếu như đủ cái mức độ lực chiến. Còn bên đối phương là ba con đảng sau. Các bạn lưu ý rằng hồn lực 5 báo tố chưa được kích hoạt ở server này. Đấy, làm gì có ai gọi là đủ. Vì con quan trọng là nó chưa mở event này. Nó chưa mở event đủ. Đủ lâu để cho người chơi. Đủ nhiều lần để cho người chơi có cơ hội lấy thôi. Kulabang bên đối phương cũng chưa S-Mark. Mizuchi thậm chí còn đang ở trạng thái nội tại. Nhưng thế cũng là một cái hay đấy các bạn ạ. Rồi nhưng ca phẩy thì đã S-Mark. Sakiremon này chưa có vũ khí. Rồi Kulabang yếu quá nhỉ.
Ca phẩy đánh độc chiêu cái mà đã ngất ngưởng rồi. Hơi đáng tiếc lượt này Mizuchi chưa có độ. Bên phe ta cũng đang có 3 khống chế. Rồi, hay quá, đôi bạn dùng viện trợ Conis để giải ứng. Mình chưa ngó được xem Metro của S-Max hay không. Rồi, Metro đây là đòn cái gì còn chưa có hồn vũ khí của các bạn ạ. Đấy, như vậy các bạn để ý rằng hai bên đang có hai cái sự đầu tư khác nhau về mặt võ sĩ. Mỗi bên sẽ có những cái lợi thế riêng. Mizuchi thì là một cái loại Damawe, nó không ngán bất kỳ loại tanh nào. Trong khi đó Ca phẩy thì ngán duy nhất một loại tanh, đó là Maxima. Còn lại thì nó bất chấp hết luôn. Sekiremon luôn là trò hề cho Ca phẩy. Có điều thì Mizuchi thì phải đam ở những lượt cuối cùng mới là mạnh nhờ. Còn Ca phẩy thì ngay từ đầu đã có sức sát thương đạt trạng thái tối ưu luôn. Các bạn để ý vị trí Maxima bên vị trí Sekiremon bên Feta, mặc dù đồ rất đàng hoàng, không làm gì được. Thật ra là cũng không được đàng hoàng bằng Ca phẩy cho lắm đâu. Các bạn lưu ý rằng đồ của Ca phẩy luôn luôn là lực chiến cao nhất. Đấy, trong khi đó thì Saiki lại là một võ sĩ không được học đầy đủ. Võ sĩ học đầy đủ nhất về mặt phòng thủ bên Feta là Maxima. Thế nên là Saiki chết cũng dễ hiểu thôi. Đấy. Có điều ý của mình muốn nói là ngay kể cả khi các bạn cho Maxima ăn học đầy đủ với run đỏ full luôn thì các bạn vẫn sẽ bị đấm chết như thường thôi. Sự tàn phá của Ca phẩy ở thời điểm đầu server và kể cả cuối server, nhất là những server cũ ấy, vẫn hết sức ghê gớm. Thôi, Metro này không có sát thương. Mình tưởng đội bạn có Metro S-Max nữa thì thôi thua luôn cho nhanh. Vì họ hơn mình nhiều quá, nhưng mà như này thì bình thường. Rồi, rất tiếc là Maxima thiếu một chút nộ. Sekiremon lại thiếu một chút máu. Sekiremon mà có giải ứng thì giải ứng cho Mizuchi, khiến cho Feta có nộ trong đợt này. Phí quá. Anh em nào mua ạc thì tin tưởng là kiểu gì cũng sẽ có tỷ lệ đánh thắng được top 2 develop nhé. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 3 triệu tròn. Bạn nào mua thì liên hệ mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Một là cực kỳ triển vọng cho các anh em muốn xây dựng một đội hình chuẩn mực ở thời điểm sau Saiki Demon. Thay máu liên tục luôn các bạn ạ. Còn các bạn nào mà thích chơi những đội hình mà nói đã gọi là vào form hết rồi, về nhà về chỉ có ngắm thôi, chơi và ngắm luôn thôi, thì các bạn kiếm ạc khác nhé. Còn ạc này là về là sẽ cày cuốc. Cá nhân mình thì mình thích chơi những kiểu ạc cày cuốc như thế này. Nghĩa là thế nó mới gọi là chơi. Chỉ chơi mà mọi thứ nó có sẵn rồi thì chẳng qua là người khác chơi rồi. Các bạn chỉ là lấy cái xác của nó thôi, còn cái phần hồn của nó là thuộc về người khác rồi. Anh em nào mà muốn chơi được này theo cả về phần hồn lẫn phần xác, muốn chơi game theo cả hồn lẫn xác thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời đấy. Ngoại trừ 3 vị trí Mizuchi, Maxima và Sekiremon, trong đó là có 2 con hạt nhân này là cố định, thì các vị trí còn lại các bạn hoàn toàn thoải mái tùy biến. Muốn vẽ cái gì vẽ. Còn các bạn nào chỉ thích làm thợ xây, không thích mê tín dị đoan hồn sai cả, thì hoàn toàn thì nhắn với mình tư vấn cho một cái bản thiết kế để các bạn từ đấy xây dựng đấy, vẽ theo nhầy nhở. Đối phương mình bảo rồi mà lại không thể nào xuyên phá được Maxima. Ca phẩy không phải là vị trí xuyên được Maxima. Thành ra là trận đấu nó diễn ra rất chậm. Hồn lực 5 bão tố chưa có, khiến cho khả năng phòng thủ của các võ sĩ dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn lưu ý rằng
hồn năm bão tố là một cái hồn lực thiên hướng về tấn công nhé. Rồi các bạn nhìn thấy, và đến tầm lết này thì Saiki cũng là một vị trí rất khó để có thể gọi là đấm chết được nó. Ca phẩy giờ càng khó khăn hơn, trong khi đó Mizuchi Fenta lại càng ngày càng tịnh tiến về mặt sức mạnh. Nếu không như muốn nói là sức mạnh của nó không đổi thôi, bên đối phương cũng mệt rồi. Rồi từng võ sĩ đang bị bóc đi, mình nút bỏ qua cho nhanh như các bạn nhá. Ao ấy, thế em thua rồi, cảnh đèn ghê. Thôi bạn nào qua thì test thêm cái trận nữa mà đấm nhấm nhau nhá, bên đôi bạn nó có con Kula hồn khí rồi, khống chế khó chịu thật. Bạn nào qua thì liên hệ mình trong số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé. Rồi hai trận thua cả hai, cho chân trận thứ 4 rồi.